Rồi, chào anh chị, hôm nay em đang có mặt tại khu dân cư du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị đi vòng quanh xem có những gì thay đổi sau năm 2021 ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi nào. Let's go. Rồi, hiện tại chúng ta đang đi trên con đường trục chính dẫn vào dự án. Đấy, thì có thể hình dung được hai bên nhà cửa xây dựng cũng khá là dày đặc. Đó, cũng có buôn bán tạp hóa, quán cơm và nhiều thứ khác trên con đường này. Đấy. Đây. Đây, bán cơm ở đây chủ yếu chắc là cho mấy anh thợ xây dựng ở cái khu vực này. Đó, và cư dân sống trong khu vực này để mình dùng. Bên phải là khu vực hồ sinh thái. Đấy. Bên tay trái là công viên. Đấy. Khu các cái chòi nhỉ. Trong đây thì hạ tầng đã hoàn thiện toàn bộ. Đó. Đường xá rộng rãi, vỉa hè, cây xanh. Đây là khu vực thuộc giai đoạn 1 của dự án Cát Tường Phú Sinh. Khu là 107 hectare, được chia làm hai giai đoạn. Ta đang đi trên con đường dẫn vào cái là phố đi bộ Ven Hồ. Đó, thì ở đây các anh chị cũng thấy là cũng có mật độ xây dựng. Hồ. Em sẽ dẫn các anh chị đi hết sáng này luôn. Mình đi không ha. Ram. Và cái khu vực cái đường Phú Sinh này được xem là một trong những dự án thành công của chủ đầu tư Cát Tường Group nói riêng, và cũng là dự án thành công của khu vực Tân An, nổi tiếng là những cái khu bảy kỳ quan đó. Thì cũng được nhiều bạn trẻ đến mình chụp hình check in tại khu vị trí này. Thì giá đất ở trong khu vực này hiện tại đang dao động tầm khoảng 10 triệu đồng một mét vuông. Đấy, những vị trí để mình xây dựng. Trong khu này thì theo em được biết thì mình sẽ quy hoạch là xây dựng một trệt và hai lầu. Đó, nhưng mà nếu mà mình xây dựng tự do, xây dựng công lên sổ hồng được. Đấy, muốn hoàn công thì mình cần xây dựng là một trệt hai lầu. Thường thì các khách hàng về đây thì chủ yếu xây dựng thôi, xây dựng để ở, mình mua để ở nên cũng không quan trọng được lắm. Khu này ở thì khá là vui, trong những ngày lễ hội cũng như những ngày cuối tuần thì sẽ đến đây đó mình tham quan. Đây là mình đang trên con đường cắt ngang con kênh sông Trăng đó, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này. Đây, kênh sông Trăng trước mặt các anh chị là công viên bảy kỳ quan, đem bảy kỳ quan của thế giới đem về tại Đức Hòa Long An. Cái khu này là khu nhộn nhịp nhất đây, mà hôm nay là ngày thứ bảy nhưng mà không hiểu tại sao hơi vắng. Dọc theo các bờ kênh này thì sẽ có những cái chòi nhỉ để cho mình nghỉ mát. Ở giai đoạn 2 này thì cũng xây tương đối nhiều. Đất trống ở đây thì cũng còn nhiều lắm chị. Khi mà đi tham quan dự án này, chúng
các anh chị sẽ ngọt với cái vẻ quy mô rất là quy mô, rất là rộng. Mình để mình chạy hết cái dự án này thì có thể là mất cả nửa buổi. Đấy. Đi hết nha, tất cả con đường em chỉ đi những cái trục chính thôi nha mấy anh chị. Đấy, càng đi sâu, chạy hoài luôn. Chạy thẳng hết cái đường này, mình sẽ có một cổng cũng đi ra đường tỉnh lộ chính, là cái cổng thứ hai, cổng phụ. Còn cái trục cổng chính là cái trục đầu tiên lúc nãy mình vào đó mấy anh chị. Tùy theo con đường mà cái lòng đường và lề đường nó sẽ to nhỏ khác nhau. Cái đường chính thì nó sẽ ở trong. Thì với tầm giá nếu anh chị có khoảng 500 triệu thì đã có thể đầu tư một cái lô sổ riêng ở trong này. Thời điểm hiện tại đây là cái khu vực cổng này, cổng phụ. Đấy, các anh chị thấy vẫn có nhà xây dựng ha. Đấy. Sự mà nói khu này rất phù hợp để mình về mình nghỉ dưỡng này kia. Đó, sau này mình cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 40 km, đi theo trục đường Phan Văn Hớn, Nguyễn Huệ, rồi mình đi về ngã ba Mỹ Hạnh, mình rẽ phải vào trục đường tỉnh lộ chính. Đó, mình đi khoảng 6 km nữa là bên tay phải sẽ có một bảng chỉ dẫn hướng vào khu dân các phường Phú Sinh. Đấy. Thì nếu ở đây thì anh chị sắm một chiếc xe hơi về đây xây một căn nhà vườn. Đấy, mình sẽ ở rất là chân lành. Xen lẫn giữa các khu dân cư là hàng loạt các công viên chủ đề riêng biệt. Mỗi viên nó sẽ mang một cái màu sắc riêng. Đây trước mặt chị là khu công viên Long. Đấy, Vĩnh Long bên tay phải đây. Vì trong khu dân cư này thì mật độ dân số đông nhưng mà tấp nập, so với khu dân cư thì bên ngoài vẫn còn rất là nhiều đồng trống nha mấy anh chị. Đấy, cũng có nhà xây dựng rải rác thêm. Nếu mà đầu tư một lô đất 5x20 tầm 1 tỷ đi, thì các anh chị có thể về xây dựng nhà thêm 1 tỷ nữa là 2 tỷ mình ở thì rộng thôi. Nhà, đường, phố, đồ rất là đẹp. Thì hiện tại với những cái lô đất mà đã có sổ rồi đó, thì mấy anh chị nếu mà tiền mình ít đó, mình có thể vay thế chấp ngân hàng cũng được. Đấy. Thực sự là chạy miệt mài. Hơn 8 phút rồi vẫn chưa hết được cái dự án này mà em chỉ đi những cái đường chính, có nhiều cơ sở kinh doanh xây dựng, ăn uống, cà phê. Rồi bên tay trái mấy anh chị là khu công viên Bảy Kỳ Quan rồi. Đấy, mình lại chạy một vòng về lại khu công viên Bảy Kỳ Quan. Đấy, những cái quán cà phê đây, cái này được xem là vị trí mà kinh doanh tốt nhất cái này, cũng có thể là tốt ngang với cái khu bên ngoài cổng vào trục đường chính. So về thời gian lâu dài, nếu sau này khu dân cư ở đông thì viên là một nơi cực kỳ lý tưởng để nghỉ dưỡng kinh doanh. Đây là cái dãy nhà phố mà các tường lớp tự xây.
có diện tích khoảng 4 x 10, 4 x 10, 4 x 12. Thì lúc đó cũng là tầm khoảng hơn 900 triệu một căn. Đường này là dọc cái đường kênh sinh thái, có những hộ gia đình mình không thể đền bù cho họ được, nên cái trục đường ngày nay nó bị tóp lại. Có một số nhà cũ là những của nhà những người dân hiện hữu đã sống từ lâu đời. Các trục đường nhà cư dân về ở rất là nhiều. Đây, bây giờ chúng ta sẽ rẽ ra con đường đi trở lại vị trí cổng dự án. Rồi, thật là chúc mừng cho những anh chị nào đã sở hữu được những vị trí đẹp tại khu dự án Cát Tường Phú Sinh, cũng như những anh chị nào tương lai muốn sở hữu cho mình vị trí trong dự án này, có thể liên hệ với số điện thoại của em 079 6566 837 để lựa chọn vị trí tốt, sổ hồng riêng, mình xây dựng luôn. Thế là em đã đi gần hết cái dự án Cát Tường Phú Sinh. Có đi ngang nhà của quý anh chị thì hãy nhớ cho em một đăng ký kênh nhé, để tạo động lực em tiếp tục hình thành, làm những cái video tiếp theo đó, để cho mình có thể tham khảo được từng thời điểm có những sự thay đổi nào. Rồi, chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe, tài lộc để ngày càng đầu tư những vị trí bất động sản kỳ tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.